Tình trạng thiếu điện ở Việt Nam những năm gần đây đã trở thành một vật cản trên con đường phát triển kinh tế đất nước. Xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một trong những giải pháp đã được bàn đến từ lâu, nhưng đến nay vẫn không thể thông qua do còn nhiều vấn đề vướng mắc. Tuy nhiên, theo xu hướng chung của thế giới, thì Việt Nam không thể né tránh vấn đề này nữa. Vừa qua, chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu điện hạt nhân của các nước, đề xuất phát triển loại năng lượng này của Việt Nam. Như vậy, sau hơn một thập niên trước nhu cầu về nguồn điện, Việt Nam đang dục dịch khởi động lại việc phát triển điện hạt nhân. Dĩ nhiên, đây là một lĩnh vực khó và cần nhiều chất xám. Chúng ta cần một bên nhiều kinh nghiệm, có thể giúp đỡ và hướng dẫn ta từ những khâu đầu tiên. Rất may là anh bạn Nga sẵn sàng làm điều này cho Việt Nam. Mới đây nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đã sang thăm Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân của Nga để mở đường cho màn hợp tác này. Vậy cụ thể, Nga có thể giúp Việt Nam xây một nhà máy điện hạt nhân và đào tạo nhân lực đến đâu? Việt Nam liệu có cơ hội chạm tay vào điện hạt nhân trong tương lai gần hay không? Chúng ta hãy cùng trả lời tất cả những câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Theo như báo chí đưa tin, vừa qua đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm tới Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 năm 2024. Trong đó, đoàn Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân JINA, đối tác quan trọng có truyền thống hợp tác lâu dài với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Viện sĩ Grigory Chunikov, giám đốc JINA đã trực tiếp đến chào mừng đoàn Việt Nam đến thăm và làm việc. Ông Chunikov nhắc lại, JINA là một cái nôi nghiên cứu với những thành tựu đáng tự hào và là nơi đào tạo chuyên gia nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, trong đó có cả những người Việt Nam. Trao đổi tại cuộc gặp ở Dubna ngày 26 tháng 9, hai bên đã thảo luận các nội dung hợp tác như nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam và việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam. Dự án này là hoạt động hợp tác lớn nhất và quan trọng nhất cho đến nay giữa Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom và Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, thì Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đang tích cực thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và gửi cán bộ sang làm việc tại JINA để đào tạo đội ngũ chủ chốt cho dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân. Trong tương lai, JINA dự kiến sẽ đầu tư lắp đặt một số hệ thống thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân, cho phép các nhà khoa học Việt Nam, Nga và quốc tế cùng tham gia khai thác, nghiên cứu như một chi nhánh của JINA tại Việt Nam. Như vậy, Việt Nam và Nga sẽ bắt tay xây dựng một lộ trình khai thác hiệu quả sau khi lò phản ứng mới được xây dựng và đi vào hoạt động với sự tham gia trực tiếp của JINA và các quốc gia trong khu vực. Kết thúc buổi làm việc thì cả hai bên đều thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. JINA cam kết tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử tại Việt Nam trong thời gian tới. Có thể thấy nước Nga đã sẵn sàng bắt tay cùng Việt Nam để giúp chúng ta xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới. Thậm chí là Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân nhà nước Nga Rosatom còn cho phép chúng ta lựa chọn loại nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ xây dựng. Nga có thể xây dựng ở Việt Nam cả nhà máy điện hạt nhân theo kiểu Ninh Thuận 1 hoặc một nhà máy loại khác, sự lựa chọn thuộc về nước chủ nhà. Hiện nay thì Rosatom không chỉ cung cấp cho các đối tác nước ngoài loại nhà máy điện hạt nhân công suất lớn mà còn cả các nhà máy công suất thấp được xây dựng cả trên đất liền và trên biển. Bởi vậy, Việt Nam có rất nhiều lựa chọn và chúng ta cần phải nghiên cứu thật kỹ vấn đề này để xem đâu mới là phương án tốt nhất cho quốc gia. Và có lẽ là Việt Nam sẽ chọn phương án xây các nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ trước. Hiện nhiều nước trên thế giới đang triển khai phát triển năng lượng hạt nhân trong nguồn điện quốc gia, nên là việc Việt Nam nghiên cứu giải pháp phát triển năng lượng hạt nhân lò phản ứng mô đun nhỏ, bao gồm nhà máy điện hạt nhân nổi trong tương lai là có thể xem xét. Lò phản ứng mô đun nhỏ là lò phản ứng hạt nhân tiên tiến có công suất lên tới 300 MW mỗi tổ máy, bằng khoảng 1/3 công suất phát của các lò phản ứng điện hạt nhân truyền thống. Và đây là con số vừa phải, đủ đáp ứng nhu cầu của Việt Nam mà không tốn quá nhiều chi phí như các lò cỡ lớn. Trong khi đó, lò phản ứng mô đun nhỏ có thể sản xuất một lượng lớn điện có hàm lượng carbon thấp, có thể được kết hợp và tăng hiệu quả của các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời giúp các quốc gia giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững.
Dự kiến các lò phản ứng mô đun nhỏ có thời gian xây dựng khá ngắn, khoảng 24 đến 36 tháng, đồng thời có thể được triển khai từng bước để phù hợp với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Cũng tức là chúng ta có thể bước từ từ trên con đường này, nhu cầu đến đâu thì ta làm đến đấy, không cần quá vội vàng. Có thể nói là điện hạt nhân là con đường mà chúng ta phải lựa chọn để vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, vừa đúng với cam kết phát thải ròng về bằng không vào năm 2050 của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điện hạt nhân có thể cung cấp điện năng ổn định, công suất lớn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đảm bảo an ninh năng lượng, không phụ thuộc vào nguồn cung dầu và khí. Đó là xu thế chung của thế giới mà Việt Nam phải tập trung xem xét và sớm đưa ra quyết định. Thực tế, hiện dư luận đang có sự đấu tranh giữa hai xu thế, một là đảm bảo cân bằng năng lượng, nguồn năng lượng sạch bền vững, nguồn năng lượng nền ổn định, hai là sợ an toàn hạt nhân. Có thể là trong bối cảnh hiện nay thì phát triển điện hạt nhân có thể là giải pháp tối ưu cho bài toán đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam. Nhiều người vẫn lo về độ an toàn, nhưng thực tế là công nghệ hạt nhân mới bây giờ đảm bảo an toàn ở mức độ rất cao, không ảnh hưởng đến con người và môi trường ngay cả trong trường hợp xảy ra sự cố. Dĩ nhiên là không có gì có thể đảm bảo 100% không có tai nạn cả. Nhưng cứ sợ thì đến bao giờ ta mới có điện vừa rẻ vừa sạch cho người dân sử dụng. Trong tương lai gần, việc quay trở lại dự án hạt nhân là điều không thể tránh khỏi. Nếu không thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không có đủ lượng điện năng cần thiết và mọi kế hoạch phát triển kinh tế sẽ thất bại ở mức độ này hay mức độ khác. Và trong trường hợp đưa điện hạt nhân quay lại, chúng ta cũng cần phải chú trọng một số điểm. Đầu tiên là cần bắt đầu từ chương trình phát triển điện hạt nhân trên cơ sở lò nước nhẹ tiên tiến nhất. Vì đây là công nghệ thuần thục đã tích lũy nhiều cơ sở khoa học và kinh nghiệm qua gần 70 năm phát triển. Sẽ không hợp lý nếu bắt đầu lại chương trình điện hạt nhân từ những công nghệ cũ. Trong đó có lò hạt nhân nổi mà Nga đang phát triển cũng là một phương án hay mà chúng ta cần xem xét. Tiếp đấy là việc chuẩn bị để phát triển điện hạt nhân là quá trình lâu dài, cần 15 đến 20 năm. Do đó, cần sớm có chủ trương của lãnh đạo cấp cao mới có thể giữ được nguồn nhân lực. Chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ và lựa chọn đối tác, các cường quốc hạt nhân phù hợp để thực hiện các dự án điện hạt nhân, củng cố và nâng cao tiềm lực khoa học, vị thế địa chính trị của đất nước, trong đó Nga và Nhật Bản chính là những đối tác tiềm năng nhất. Việt Nam cũng cần chú trọng xây dựng lại và hoàn thiện hệ thống pháp quy hạt nhân, trước hết là việc sửa luật năng lượng nguyên tử, điều chỉnh, trong đó chú trọng hoàn thiện các nội dung liên quan đến điện hạt nhân. Cuối cùng là thực hiện tốt công tác, thông tin, truyền thông, trước hết tập trung vào ứng dụng năng lượng nguyên tử cho phát triển kinh tế xã hội và sau đó là truyền thông về lợi ích của điện hạt nhân. Hiện nay thì việc phát triển điện hạt nhân cũng có những khó khăn thách thức, nhất là đối với những quốc gia lần đầu tiên xây dựng nhà máy điện hạt nhân như Việt Nam. Chẳng hạn như là cần có sự đồng thuận của công chúng và các quyết sách mạnh mẽ của chính phủ, thận trọng lựa chọn công nghệ tiên tiến, an toàn cao nhất và có tính kiểm chứng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ chùn bước. Điện hạt nhân đang là xu thế chung của thế giới và Việt Nam không nên né tránh vấn đề này. Các bạn thân mến, vào ngày 29 tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam và đơn vị thành viên Tổng công ty Khí Việt Nam Công ty Cổ phần PV Gas đã khiến cho cả thế giới chấn động khi tổ chức lễ khánh thành kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG 1 triệu tấn thị vải tại khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là kho LNG lớn nhất Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế, cũng như các yêu cầu về an toàn vận hành. Khi sự kiện trên chưa khiến cho người ta thôi hết bất ngờ, thì mới đây có thông tin rò rỉ cho biết siêu cảng khí lớn thứ hai Việt Nam lại rục rịch hoạt động. Điều này khiến cho nhiều người cho rằng Việt Nam đang có tham vọng lớn trong ngành năng lượng quốc gia và trên cả toàn cầu. Vậy sự thật là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết hơn trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe, bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Vâng, liên quan đến thông tin trên, một trang tin quốc tế được nhiều người theo dõi đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề Cảng khí hóa lỏng lớn thứ hai Việt Nam chuẩn bị đi vào hoạt động với nội dung như sau. Cảng khí hóa lỏng Cái Mép đang tìm kiếm một tàu hàng để vận hành thử. Reuters dẫn hai nguồn tin giấu mặt biết rõ về thông tin này cho biết như sau. Đây là cảng khí hóa lỏng thứ hai của Việt Nam. Sau cảng khí đầu tiên là cảng thị vải của Petro Việt Nam Gas. Để giảm thiểu việc lệ thuộc vào than đá, Việt Nam có kế hoạch xây dựng các cảng khí hóa lỏng và 13 nhà máy điện sử dụng khí hóa lỏng, chiếm 15% tổng lượng điện quốc gia tính đến năm 2030.
Quay trở lại cảng khí Cái Mép, dự án do liên doanh các công ty Singapore là Atlantic Gulf và Pacific LNG và công ty Hải Linh của Việt Nam điều hành. Nó được đặt ở phía nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với công suất nhập khẩu là 3 triệu mét khối khí hóa lỏng một năm. AGNP LNG hồi tháng 5 vừa qua cho biết cảng sẽ đi vào hoạt động trong tháng 9 năm nay. Còn mới đây, hai nguồn tin cho Reuters biết Hải Linh đã có được giấy phép nhập khẩu vào ngày 1 tháng 8 vừa qua do Bộ Công Thương cấp, đồng thời xác nhận với Reuters rằng tàu hàng đầu tiên sẽ cập cảng vào tháng 10 tới. Karthik Chatiyamurthy, CEO của công ty AGNP LNG trong liên doanh cho biết thêm, sau khi nhận được giấy phép, công ty đang tích cực gia tăng tốc độ để thực hiện mục tiêu đề ra trong vòng 3 tháng tới. Vâng, mặc dù công ty Hải Linh và Bộ Công Thương Việt Nam hiện chưa đưa ra bình luận gì, nhưng có thể nói thông tin trên là hoàn toàn chính xác bởi vì theo các trang báo có uy tín tại Việt Nam như là Tiền Phong đưa tin, vào ngày 8 tháng 5 năm 2024 tại cảng Cái Mép, công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh, chủ đầu tư dự án cảng LNG Cái Mép đã phối hợp cùng Atlantic, Gulf và Pacific LNG, thành viên của Tổ chức Đầu tư và Phát triển Nebula Energy của Hoa Kỳ, tổ chức hội nghị chuyên đề về vận hành cảng LNG Cái Mép với nhiều thông tin đáng chú ý. Theo đó, cùng với dự kiến vận hành kho cảng vào tháng 9 tới, hội nghị đã giới thiệu hệ sinh thái LNG tích hợp độc đáo của AGNP LNG với sự tham gia của khách hàng, nhà cung cấp LNG, nhà tổng hợp khí và các đối tác mạng lưới. Qua đó, tạo thành chuỗi giá trị LNG từ khâu tìm nguồn cung ứng đến giao hàng chặng cuối. Ông Karthik Chatiyamurthy, giám đốc điều hành AGNP LNG cho biết thêm, hiện chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi động vận hành thương mại kho cảng vào tháng 9 năm 2024. Sự chăm chỉ và tinh thần làm việc của đội ngũ đến từ Hải Linh, AGNP LNG và Nebula Energy đã giúp cho cam kết cung cấp LNG vào quý 3 năm 2024 được thực hiện. Đại diện AGNP LNG cũng đã tiết lộ rằng công ty đã hoàn thành việc ký kết thỏa thuận đầu tiên về việc bao tiêu 1 MTPA đối với nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước vào đầu tháng 3 vừa qua và nhấn mạnh là chúng tôi sẽ sớm cung cấp nguồn LNG đáng tin cậy và ngay lập tức phục vụ các khách hàng điện lực cũng như là khách hàng công nghiệp lân cận. Kể từ khi nhận chuyển nhượng 49% cổ phần của dự án cảng LNG Cái Mép từ chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh, AGNP LNG hiện đã có thêm 6 thư dự định LOI được thực thi bổ sung cùng 6 công cụ tổng hợp nhu cầu nhằm phân phối LNG hạ nguồn. Kho cảng LNG Cái Mép được kết nối với khu công nghiệp Phú Mỹ lân cận và có kết nối đường ống với tổ hợp phát điện Phú Mỹ với công suất khí đốt là 3,9 GW. Nằm tại vị trí chiến lược gần đồng bằng sông Cửu Long, dự án cảng sở hữu kho chứa LNG rộng 220.000 mét khối, cũng như khả năng phân chia LNG cho phép nạp LNG vào các tàu nhỏ hơn. Ban đầu, cảng Cái Mép đặt công suất là 3 MTPA và có thể mở rộng lên 6 MTPA với 14 bãi nạp LNG và CNG cho xe tải. Ông Lê Văn Tám, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh chia sẻ, tôi vui mừng thông báo việc đưa cảng LNG Cái Mép của chúng tôi đi vào vận hành. Tại Hải Linh, chúng tôi rất vinh dự có AGNP LNG và Nebula Energy làm đối tác khi chúng tôi nỗ lực hướng tới việc giải phóng nhu cầu LNG tiềm năng trên nhiều lĩnh vực và góp phần củng cố an ninh năng lượng trong nước. Đầu tuần này, Cái Mép LNG đã triển khai biểu hiện quan tâm EOI để cung cấp hàng hóa LNG vận hành cho cảng. Được biết là hồ sơ đấu thầu vận chuyển hàng hóa đã được phát hành và trao trong tháng 6 năm nay. Cảng LNG Cái Mép sẽ đáp ứng giải pháp cung cấp LNG tích hợp thông qua AGNP LNG và liên doanh hạ nguồn Hải Linh Việt First Gas. Theo AGNP, kho cảng này cũng được kết nối bằng đường ống đến khu công nghiệp Phú Mỹ và cuối cùng sẽ cung cấp cho nhà máy điện Hiệp Phước đang xây dựng của công ty Hải Linh. Ông Chatiyamurthy cho biết nhà máy điện dự kiến sẽ bắt đầu phát điện vào tháng 9, tháng 10 năm 2025. Trong đó, Việt First Gas đã đạt được thỏa thuận mang tính quyết định với nhà tổng hợp nhu cầu nổi bật tại hội nghị chuyên đề vận hành kho cảng LNG Cái Mép. Như vậy là sau khi siêu cảng khí đầu tiên được khánh thành ở Việt Nam thì siêu cảng thứ hai cũng rục rịch đi vào hoạt động. Trong đó, công ty AGNP LNG hiện đang sở hữu và đảm nhiệm việc cung cấp dịch vụ gồm phát triển, cấp vốn, giải pháp kỹ thuật, mua sắm, quản lý dự án và xây dựng cơ sở hạ tầng khí đốt trong và ngoài khơi. Đồng thời, kết nối các nhà cung cấp với khách hàng ở hạ nguồn dự án cảng Cái Mép.
Về Nebula Energy, tổ chức này hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư phát triển, vận chuyển và quản lý tài sản tích hợp đầy đủ, cũng như cung cấp các giải pháp tài nguyên sáng tạo và giá trị gia tăng cho các công ty tiện ích, công ty thuộc khu vực tư nhân, hợp tác xã và chính quyền đô thị nhằm đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Ở các nước đang phát triển, Nebula Energy cung cấp vốn cần thiết cho các giải pháp năng lượng tổng thể nhằm thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu. Qua đó có thể thấy, siêu dự án cảng khí lớn thứ hai của Việt Nam được đầu tư phát triển bởi các công ty có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực khai thác năng lượng tái tạo. Điều này giúp cho siêu cảng khí thứ hai của Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến sự đột phá lớn cho đất nước hình chữ S trong lĩnh vực năng lượng sạch. Đặc biệt, cùng với siêu cảng khí Thị Vải, cảng khí Cái Mép sẽ đáp ứng được mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển dịch và xanh hóa nguồn năng lượng quốc gia. Khi đi vào hoạt động, cảng khí Cái Mép có thể là bổ sung và cung cấp thêm hàng triệu tấn khí hàng năm cho nguồn nhập khẩu ngoài nguồn khí nội địa đang khai thác. Nói tóm lại, dự án siêu cảng khí Cái Mép là một dấu ấn đột phá của Việt Nam trong việc đa dạng hóa sản phẩm năng lượng mới. Nhờ đó mà Việt Nam có thể mở rộng thị trường trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển của quốc gia, cũng như đáp ứng được nghị quyết 55 NQTW ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng lĩnh vực điện khí LNG là lĩnh vực mới mẻ đối với Việt Nam. Vậy nên phía trước Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách. Do đó, các bộ ngành địa phương cần quan tâm lĩnh vực này nhiều hơn nữa trong quá trình triển khai. Đồng thời, các đơn vị thành viên tham gia vào dự án cũng cần phải đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng để đưa các chuỗi LNG đi vào hoạt động đồng bộ, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển LNG.